mấy gian hàng để dọc hơn. Trải nghiệm đi xe lửa từ Hà Nội về cũng hay hay. Đi một đêm một ngày rồi đó. Từ Hà Nội về Tháp Chàm. Tháp Chàm ở Phan Rang. Rồi dự kiến là sẽ đi từ Phan Rang lên Đà Lạt. Nhưng mà chắc phải chờ lấy xe máy ở Phan Rang chắc hết ngày nữa. Trải nghiệm đi tàu hỏa thấy nó cũng hay hay. Đi nhập cái toa đó là có mấy đứa nhỏ nó ồn ào quá trời mà nó vui. Nghèo chứ cái nhà ta cũng dựng chắc lắm. Còn ở miền Tây thì nhà cửa thì nghèo thì nhà cũng lụt sụp cũng sống được. Nhưng mà ở miền Trung á, tại vì cái khí hậu ngoài này nó khắc nghiệt lắm, thành thử ra ở là phải có cái nhà đàng hoàng mới được. Sắp tới rồi nó còn qua một cái đèo Cù Mông. Qua đèo Cù Mông ở sông Cầu. Rồi cái đó là ở Tuy Hòa, cái nữa là đi qua đèo Cả. Không biết mình đứng chờ quay cái cảnh qua đèo Cù Mông với đèo Cả nổi không? Đứng suốt nãy giờ. Với lại đi tới có lẽ là đèo Cù Mông thì hy vọng là quay được, còn đèo Cả sợ có tối. Hiện giờ là 5 giờ rồi, 5 giờ rồi mới tới Bình Định.
Hay là ga Quy Nhơn luôn rồi bà con. Bây giờ tên là ga, hồi nãy nó kêu ga Bình Định, tên cũ là tên ga Dương Trì. Ở đây nó ngừng lâu nên mình xuống mình hút thuốc cho nó thoải mái. Anh đi với ai? Cũng đi mình hả? Anh vô Sài Gòn làm lâu. Này là ga Bình Định nha bà con. Ga Bình Định là ga Quy Nhơn luôn. Chuyến này đi tàu này thì một ngày một đêm mới tới ga Tháp Chàm. Ga Tháp Chàm là có nghĩa là ga Phan Rang. Này khách ở đây ta lên. Mấy gian hàng để dọc gần ga. Vô ga Đại Lạnh. Đại Lạnh rồi tới cái gì nữa ta? Hình như Đại Lạnh rồi tới Nha Trang. Nha Trang, Ninh Hòa rồi mới tới Phan Rang. Nếu đi tàu hỏa từ từ Hà Nội về Sài Gòn là mất một ngày hai đêm. Tới đâu rồi? Ở giám cũ từ hai bởi ra ra tu tu bông ra tu bông tới ra tu bông. Này đang vô ga Nha Trang nha bà con. Ba, ba, ba. Ga này ga lớn chắc xuống lâu. Đề ga Nha Trang nha bà con, có tàu xuống cũng đồng. Ga này ga lớn. Attention, please.
we ask that all passengers the SE3 take the come to the station immediately and board the train on track 3. Đây, bụng. Hả? Ga Nha Trang thì cũng là một cái ga lớn. Mình thử ra tránh là ở hơi lâu một chút. Cũng 50 phút gì đó. Tại thành phố Nha Trang là thành phố du lịch mà. Ban ngày là người ta đông lắm. Thì nó có chữ WEC này nè. Nếu có người ở trong cái nhà vệ sinh đó, nó hiện lên màu đỏ. Còn nếu mà không, nếu mà cái nhà vệ sinh không có người đó, là nó hiện lên màu xanh. Giờ có người vô rồi nó lên màu đỏ không? Đó là ra màu xanh. Đấy, có người là nó lên màu đỏ. Là có nghĩa là ta khóa cái cửa lại đó, nó màu đỏ đó, thấy chưa? Rồi chừng nào mà ta mở nó ra là cái chữ đó nó thành màu xanh. Đó là nhiều khi có người ở trong đó nhưng mà ta không có khóa thì nó vẫn ra màu xanh. Ở hai đầu đều có hết. Đầu bên kia cũng có cái bảng. Cái nhà ga Tháp Chàm có nghĩa là ở Phan Rang. Bây giờ mình tới đây là 11 giờ mấy rồi. Thì ngay trước đây á, ngay trước nhà ga thì có cái khách sạn đường sắt Thuận Hải. Mình vô đây mình ngủ. Thì vô giờ này thay vì giá nó 250 đã tính mình 200. Thì coi cũng được. Cái này của cục đường sắt luôn hả con? Cái này khách sạn của cục đường sắt luôn. Hả? Đó, mình vô. Còn phòng nè. Giá bình thường của nó là 250. Bớt được 50.000. Này của công ty đường sắt. Được. Kế bên nhà ga luôn rồi mai
Hôm qua mình coi có xe cậu của mình nè. Không biết có không này.